Phùng Lộc TV tham quan nông trại cá rồng Hồng Anh. Ok. Tham quan nông trại cá rồng Hồng Anh. Ở đây rất là nhiều cá rồng nha mọi người. Mọi người thấy những cái hồ kiến khổng lồ không? Một cái hồ nuôi rất là nhiều luôn. Hồ này tầm cũng 4-5 mét cho nghe mọi người, rộng lắm. Rất là nhiều cá. Mọi người thấy con hồng vĩ khổng lồ không mọi người? Quá khổng lồ. Siêu khổng lồ. Đàn cá rồng này. Đẹp không? Ở nông trại này thì nuôi cá rồng sinh sản luôn nha mọi người. Mọi người nhìn thấy những cái hồ kiến lớn không? Chỗ này là nuôi ngân long này. Ngân long nhiều lắm. Ngân long mấy con cá gọi là siêu to khổng lồ. Mọi người thấy lên mặt nước này đông không? Nhiều lắm. Cá cảnh Hồng Anh. Phía bên kia mọi người thấy nguyên một dãy hồ kiến. Mỗi hồ chứa một con. Dưới này mấy con ngang lông sai lớn lắm. Khu bên này cá tập trung rất là nhiều nè. Quá chừng luôn. Mọi người thấy mấy ngân lòng nó sai bự không? Kinh không? Quá khổng lồ. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video.